nấu món gì vậy? Anh làm canh chua chay. Anh có phải là người thường xuyên vào bếp không? Anh cũng thích vào bếp lắm. Lâu cái anh hay thích nấu này nấu nọ đồ cho ở nhà ăn uống rồi đó. Có thời gian cũng ba đi đi quân đội á, ba đi đóng quân ở Campuchia. Mẹ thì đi buôn bán ngoài chợ. Ngoài chợ là anh ở không có được sống chung với mẹ mà sống chung với lại dì hai. Thì ở trong một cái vùng sâu vùng xa của trong một cái xã ở Đồng Nai là Long Khánh đó. Thì ở đó thì không có gian hết, lâu lâu thì khoảng chừng một tuần thì mẹ gửi vô cho anh được mấy ký gạo. Từ nhỏ cái đi học đi bộ, một buổi sáng khoảng 4 giờ sáng học bài xong đi bộ khoảng gần 4 cây số đến 5 cây số đi học tới trường học. Cho nên cái những cái mà tự lập từ hồi nhỏ mình cũng quen rồi. Mình đã có những cái mình đã có những rồi. cái mà mình đã cái vốn có giống như vậy rồi. Cho nên là khi bị ba đuổi ra đường ở thì cái cuộc sống giống như là đi nấu mì gói đồ ăn ngoài đường trên cái chú xá thì bây giờ em thấy nó cũng bình thường chứ không sợ nó cũng có gì. Bây giờ em mời chị đẹp ha, Ngọc Lan ăn rồi thưởng thức thử rồi. Rồi mời cô xanh nghe. Con mời cả nhà. Bây giờ là con có thể cho em món này giúp. Ta thích cho món này. Cảm ơn anh. Đó rồi. Bổ. Xin chào. Xin thẳng lắm. Dạ. Cô, nhưng mà trước đây trong cái giai đoạn mà anh chị đi hát nhiều quá cô. Rồi có khi nào mà cô nấu đồ ăn quá trời luôn. Thấy con mình lâu lâu được nghỉ ở nhà. Cái nấu đồ ăn quá trời mà rước cuộc vừa nấu xong cái anh... Ông không về. Anh không về hoặc anh ngủ dậy cái anh thấy đồ ăn rồi. Mà anh bỏ đi hát tiếp. Không có, sao không có? Có hoài luôn. Có hoài luôn. Có hoài luôn. Để đồ ăn quá trời rồi mà má buồn. Từ lúc mà ba mất cho tới bây giờ cũng hơn năm mấy rồi. Ừ, hơn năm. Thì hai mẹ con có thường xuyên ăn cơm với nhau? Ngoài luôn. Ngoài luôn. Dành thời gian ở nhà ăn cơm. Có ăn cơm chung với em trai luôn không? Cũng có. Em trai thì giống như là cứ hai ngày thì thay khuyên nhau, anh em thay khuyên việc làm vậy đó. Ừ. Cũng rồi chở hai đứa cháu về nhà chơi với mẹ thường xuyên. Em thấy rằng là sau cái biến cố của gia đình xảy ra thì em thấy cái sự thay đổi nhiều nhất của anh Kiệt đó là anh dành thời gian cho mẹ nhiều hơn. Ừ. Trước đây thì như thế nào anh? Trước đây á, anh cứ bị cuốn vô công việc, rồi cuốn vô thực sự rồi muốn làm có tiền nhiều, chỉ nghĩ đi làm về có má bên cạnh ở nhà rồi lúc nào mình ra vô cũng thấy má mặt còn này kia rồi cũng chứ mình không có dành thời gian, giống như thấy mặt ở trong nhà là một chuyện nhưng mà mình dành thời gian dành cho ba mẹ mình mới là một chuyện nữa. Anh có nói chuyện với mẹ nhiều hơn trước đây không? Bây giờ thì nói chuyện nhiều hơn nữa. Ừ. Có phải là do anh muốn thay ba để làm việc đó không anh? Muốn bù đắp không? Chắc chắn rồi. Anh muốn là thay ba giống như bây giờ, giống như là anh là con trai trưởng nữa. Nhà có hai anh em thôi. Mà bây giờ thì em trai thì ở bên với vợ cũng có ở chỗ riêng, không có gia đình riêng, cho nên là bây giờ giống như là anh muốn là thay ba để không còn ba nữa, muốn làm cho má những cái ngày giống như má vui. Yeah. Má nói thôi mai mốt mày có vợ mày đi mày ở chỗ khác với vợ mày đi tao ở mình cũng được. Thiệt không cô? Thật ra hồi nãy cũng có trò chuyện rồi thì cô Sanh cũng có nói cái điều này, nhưng mà mình có nói là đó là điều mà cô nói. Đó là những gì cô nói. Mà chắc chắn vấn đề là con biết chắc chắn là Kiệt sẽ không có nghe lời. Không đâu. Bao giờ. Không bao giờ. Đó. Tại vì mình nghĩ từ nhỏ đến lớn giờ mình chưa bao giờ làm cho má mình vui hết. Mình lúc nào cũng làm cho má buồn. Má cứ suy nghĩ hoài. Má cứ nói tại sao mà con lớn rồi mà em con là không làm má buồn, mà tại sao con làm cho má buồn hoài. Mỗi khi con đi ra đường, con đi hát về khuya, má cũng không có ngủ được. Không biết con mình đi đường đi về, xe cộ rồi sao mà. Đó là nỗi lo của tất cả những người má, những người mẹ mà có con mà phải thường xuyên đi sớm mà về muộn. Đó thì thật sự là ngày hôm nay thì cô mà nghe Kiệt nói câu là chắc chắn là sẽ không làm cho má buồn nữa. Thì cô nghĩ sao về lời nói đó của đứa con trai của mình? Thì nghe nó nói thì thấy cũng vui. Vui. Sau cái biến cố mà ba mất á, anh có cái điều gì khiến cho anh trăn trở? Có cái gì anh chưa làm được dành cho ba hoặc là dành cho cái cuộc đời của anh?
Có chứ, sao không có anh được. Anh trăn trở điều gì nhất? Trăn trở nhất là không có dành thời gian cho ba, giống như cũng chưa bao giờ là mình dành, mình nói là ừ, ba ơi con yêu ba quá, con thương ba lắm. Mà cứ giống như ba cứ nói cái gì mình hay làm ngược lại ba hay vậy không. Đến cái ngày mà ba nằm trong bệnh viện ấy, nhớ hoài, con ở đây với ba nha, con đừng đi đâu hết nha, ở đây ở đây đi, ở đây với ba và nằm bên cạnh mình. Có những cái gì ba con biết, con hỏi ba nói cho con nghe. Ba là một cái người mà viết chữ đẹp khủng khiếp luôn, mà đến nỗi mà cầm cái viết lên ba hỏi ba chỉ, ba viết chữ vẽ chữ giống như trang chữ Campuchia vậy, Lân Quân viết không nổi luôn, hết sức luôn, không được. Viết hết sức muốn nói được mà nói không được, viết hết sức luôn. Hỏi chứ ngồi ba nói chứ, ở bên cạnh với ba đi, em con đâu rồi, không đâu rồi, má con đâu rồi. Lúc đó ba cứ sợ, sợ là giống như là hai đứa con mình với mẹ là bỏ ba hay vậy đó. Cái hình ảnh, cái cảm giác nó nằm ở trong đầu hoài. Thời như là ước gì mình quay được, quay lại được 5 năm thôi, là mình sẽ theo ba, mình làm được hết tất cả những việc công việc đó. Đó chính là cái mà giá trị. Chúc mừng bạn đã nhìn thấy được cái chân giá trị bởi cái điều đó. Thương ba thì hãy cố gắng làm sao mỗi một ngày nó tốt, và ngày hôm sau nó phải tốt hơn ngày hôm nay. Đó đã là cái thành công, và đó đã là một cái hiếu đạo của một người con rồi. Yeah. Bây giờ không nói chuyện buồn nữa nè, mà chúng ta nói chuyện vui đi. Em được biết là hôm nay anh Kiệt có chuẩn bị một cái món quà anh dành tặng cho người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Mình lấy món quà đó ra không anh? Lấy món quà đi. Này, trời ơi, cha con hồi xưa là vô bệnh viện là nói chung là lúc đó còn chứ tỉnh táo. Bác sĩ này cũng nhiều khi mình thấy cũng tội. Chính con tôi làm tôi biết mà, nhiều khi gia đình mà có đám tang đó cũng không có đâu về được, đâu có về được. Ừ. Không gì cũng bỏ đi. Tặng cho má bông hoa. Đúng rồi. Cô Xanh là khoái hoa hồng không? Má thích hoa hồng lắm. Trên cái bó hoa như có cái gì nó nặng nặng. Nó có cái gì lạ lạ. Có cái thiệt. Đó. Chắc mời cô Xanh mở ra. Má ơi, từ lúc ba mình ba mất con mới nhìn ra được gia đình mình quan trọng như thế nào. Con hứa sẽ dành thời gian bên cạnh má nhiều hơn, và con hứa sẽ không làm cho má buồn nữa. Con xin lỗi má. Má đừng buồn nữa, còn con nữa nha. Mình lớn rồi mà còn để cho má lo hoài. Con yêu má nhiều lắm. Con cho giờ kìa, con đến đây cũng là lần đầu tiên con viết thư cho má. Con xin lỗi má trong suốt thời gian làm nghệ thuật chưa giờ ngồi ăn cơm cùng với gia đình, dành thời gian đi bên cạnh má nhiều. Có bao giờ anh nói cái lời xin lỗi với mẹ vì những cái sai lầm mà mình gây ra một cách trực tiếp chưa? Chưa bao giờ anh nói với má đó. Tại vì giống như mình đàn ông trai á, mình ít bao giờ mà thổ thẻ những cái chuyện đó lắm. Thực sự ra là hôm nay Kiệt cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Kiệt. Đây cũng lắm rồi, lần đầu tiên mà mình được cởi mở ra trong lòng mà muốn nói nhưng mà không có nói được, không dám nói nữa. Thì tôi nghĩ là sau cái bữa cơm ngày hôm nay, cái việc này nó không phải là lâu lâu nó mới lại xuất hiện, mà hãy gìn giữ và thậm chí là hãy cứ bày tỏ, thể hiện hết tất cả những tình cảm của mình dành cho má. Hôm cũng không má luôn chứ. Thì
cảm ơn chương trình, là cảm ơn Quốc Thuận, một người bạn lâu năm của Kiệt, một người bạn già đi, cảm ơn một cô gái diễn viên nổi tiếng Ngọc Lan đã tạo điều kiện cũng như là đến thăm nhà Kiệt để cho Kiệt được giao lưu, đến Kiệt được cái nói những cái gì trong lòng mình được bung ra hết cho với gia đình, với lại mẹ mình, mà chưa bao giờ mình dám nói mình làm được cái điều này, chưa bao giờ mình dám làm. Và xin chúc cho tất cả quý vị luôn luôn được mạnh khỏe, và chị muốn nhắc cho các bạn nữa là những ai còn cha còn mẹ, hãy làm những cái gì cho ba mẹ mình vui đi, chứ không kịp, không dễ tàu đó. Không từ từ nữa. Không từ từ nữa. Chúc cho bạn Hiền sẽ thành công trong tất cả những dự án, và qua năm sau tôi phi hàng đám cưới Châu và Kiệt. Trong cái tiệc cưới đó tôi sẽ đóng một vai trò rất quan trọng, mà vai trò gì đám cưới đi rồi biết nha.